Tự nhiên thèm trà sữa quá ta. Cảm ơn nha. Trời, trà sữa ngon quá trời à. Cái gì? Mới cho 50 bây giờ trời cho 5 triệu hả? Không có lấy đâu nha. Ủa sao con không lấy? Bán chi mẹ, chuyện lớn quá trời. Lỡ bạn nó ăn cắp tiền của ba mẹ còn sao? Con biết gì vậy, có ốp đó, con đi học đi. Hello Huy, hồi nãy xin mấy cú cao cho con trà sữa mày. Vậy hả, con trà sữa mấy con 5 triệu nè. Cho ca nhiều quá vậy ba, chứ đất khỏi con mới dám lấy chứ. Nhà có giàu mà. Đúng rồi, nhà mày giàu thiệt. Để con trà sữa mấy cú cao thì 100 triệu. Kiểm mồi sắm hỏi má luôn. Ủa mẹ đây cái gì? Con phải đứng yên này vậy mà không, con phải đứng yên đi. Ai? Đi chơi không phải. Nói gì về rồi. Nhưng mà ngủ thời gian có về nhà đâu. Ờ hả. Mày đứng yên đi kìa. Ê tiếng thông cũng thời gian mà cho con một ít nha. Ok cũng được. Cảm ơn mày nhiều, không có mày chắc tao bị kẹt ở đây. Không có gì đâu. Ê hôm qua thằng Trung đứng ở trường 10 tiếng luôn. Đúng 10 tiếng hả? Chắc sụi cái chân ngu quá à. Nghe nói thời gian đứng yên càng ngày càng tăng hơn á. Vậy mình sao chịu nổi ta? Mẹ con về rồi nè. Sao con về trễ vậy? Đợt mày chạy tới trường còn sao? Dạ con biết rồi, lần sau con sẽ tranh thủ về sớm hơn. Thôi vậy lẹ đi, hôm qua mẹ con chửi rồi đó. Con tranh thủ về sớm, nó không bị kẹt ở đây rồi sao? Ủa? Hồi nãy còn nhiều thời gian lắm mà. Ê, chúng ta cũng bị nè. Ta cũng bị nữa, cái điên tử hết lọc lại rồi. Giờ ra phong tìm hãy để nhằn kinh cương để bơi phong mới được. Đi bộ cho khỏe. Nó bụng quá trời. Đỡ rồi. Cài tiếng cái này trời còn có lớp hát nữa hả? Muốn, cậu muốn đi. Mà thôi, cậu bận rồi. Suốt rồi không đi kỹ hả? Giống cười kỹ kìa ba. Sắp đủ kỳ mới phong rồi. Cháu ơi, bà cần nhận mua hốt á, cháu còn tiền đó không? Mà cần hướng bao nhiêu? 10.000 chấm cương. Ủa, ở đâu ra nhiều quá vậy? Bà có cao cho cháu đó, tại hôm bữa cái thẻ ngân hàng của bà bị nó mang nên rút không được. Cái này cũng dễ, mình sẽ làm được. Ờ, kỹ một con một bằng máy. Bằng ba. Dẫn chút căng vậy. Mà coi chừng tao đó. Ủa mà có mấy cái giấy vậy Tiến? Tao có. Tao quên, chữ cấm của mày là chữ hai. Ủa hôm qua tao mượn mày nhiêu quên rồi. Hôm nay mày mượn tao. Chu hắn kìa. Nè, trả nè, cảm ơn nha. 12 chữ 6 bằng nhiêu Tiến? 1. Giỡn với mày mà mày không vui gì hết. À lao thiệt á. Mày tận dụng mấy chiêu có 2 lần với tao hả? Trời, mà cậu nói lao rồi kìa.